Sài Gòn TV mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay cùng quay trở lại với ẩm thực Sài Gòn. Hiện tại cô đang đứng ở trước chợ An Đông và Cường sẽ giới thiệu cho mọi người về bánh mì buổi ăn sáng Cô Cúc An Đông. Cô bán ở 36 An Dương Vương, phường 9, quận 5 Sài Gòn. Nào mọi người cùng Cường đến để ăn bữa ăn sáng bánh mì Cô Cúc An Đông. Dì, chào dì. Ủa dì ngồi đây hả? Lâu quá con mới gặp dì ha. Tại hôm nay con gần năm hơn năm á dì. Sao lâu rồi thấy nó già mới nhìn ra. Dạ có cái gì con cho lấy cho con cái này nè, cái này là gì bán cái chè bà ba hả gì? Bánh lọc bà ba. Dì cô dì lấy cho con ba bịch này ha. Với hai bịch này. Chắc cái này còn có hai bịch thằng trai. Với có gì dì lấy cho con ba bịch ha, cả đây cho bà bịch trai trai nha. Dạ dạ. Dì bà lấy ba bịch nào cũng được. Nếu gì không còn thôi. Cái này đã lạ ngon lắm á. Con gửi đây đăng con qua bên cái gì bên bánh mì nha. Lâu ghê á. Dạ, hơn năm mà vậy. Con lâu quá con không hết hồi đó con đi quay đây mấy lần đây vậy ha. Con qua bệnh hả? Hai ngày nay Cường đã quay trở lại với ẩm thực Sài Gòn. Gian trước đó thì ở Sài Gòn đã có dịch Covid, thành ra trong 3 tháng nghỉ thì nó Cường ngưng hoạt động về ẩm thực. Sau đó Sài Gòn trở lại bình thường, Cường quay về chủ đề về công trình lớn ở Sài Gòn. Hiện nay là công trình đã tạm lắng, thành ra Cường đã quay trở lại với chương trình chủ đề ẩm thực Sài Gòn. Mong quý cô chú anh chị và các bạn ủng hộ trong kênh của Cường về chủ đề ẩm thực, cả về chủ đề về công trình xây dựng tiếp theo nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều luôn ủng hộ trong kênh của Cường. Em cho chị gửi nè cưng. Giả con có ăn giả không? Đầy đủ thật giả. Chứ con mua sao? Chứ con mua hai hộp. Cái này chị Trang luôn cho em ha. Mấy giờ cô ra bán không? Để riêng. 6 giờ Trang cái này Trang đi tăng. Cô nhớ con không? Nhớ. Nhớ là nhớ liền. Con tới đây mấy lần á con ha. Cô Cúc An Đông. À, cái bao đựng bánh mì Cô Cúc An Đông năm 1980, bánh mì xíu mại. Không có đâu đựng bánh mì, cô có ghi rõ số địa chỉ nè, cô bán nè và cả các máy số điện thoại của cô nữa. Con lâu lắm là gần năm là con mới ghé cô thì con quên cái giờ dắt cô ra thì cô có thể cô nói giờ dắt thôi được không? 6 giờ cô bán tới 11 giờ. Dạ con biết rồi. Giờ gần năm con mới tới đây cô ha. Chứ con có tới đây cô quay mấy lần luôn á. Cái xí mại này là cô làm hả cô ha? Cô làm thành ra nó. Thành ra không có để màu nè. Nó. Dạ. Còn cái này đâu gọi là thịt thịt thìa. Thịt thìa là cô cũng làm luôn. Nhà nào cô toàn tự cô làm hết. Con thích mấy cái món nêm của cô quá. Rất là ngon, cô tự cô làm luôn đó cô. Thấy con thấy. Đây cô xắt thịt nè. Thịt thìa. Cô lấy cho con hai ổ này. Xí mại. Dưa leo với ngò thấy hả cưng? Dạ. Quả này chan hay là không chan? Chan.
Lá đỏ 5 ngàn thì được lấy ớt nha. Lấy ra là có người nóng rồi. Của em là xí mại thật luôn hả? Một ngày cô bán bao nhiêu giỏ hàng xé đó đó con? Ờ, tại có bỏ mối mì không rồi đó con. Một ngày được mấy trăm ổ đó con ha. Cái ổ bánh mì cô rất là ngon, cô biết xong tại nó có cái mè đó con. Hay lấy đầy đủ. Lấy thôi. Báo luôn tốt luôn ạ, quay luôn tốt luôn ạ. Hấp dẫn quá ha, cái mè hấp dẫn. Dạ. Em ăn ớt không? Quên. Nãy cái em kêu mẹ dặn xong cái chuyện ra thấy ổ mày trống á, chị hỏi ủa con ớt không? Nó không. Ổ mày nhìn thấy không ớt, thấy trống trống thiếu. Để con đưa cho ảnh đi. Con ngọt đi. Trước không? Hay là... không không cô bán cho người ta đi hai ổ cho bán để gì đây ủa không còn ổ không không ăn ổ không vậy con ăn à vậy con ăn bị ba đỏ đi chị chị Nguyễn để em chút thôi làm hai ổ xíu mại bị dạ dạ không giao giá gì hết bị không gì chơi xíu mại bị cho nó mắm thôi đúng rồi chăng ít thôi ạ con cho hai đứa con nha cô rồi rồi có loại nước trang này cô làm hết trơn cô ha. Thấy ngon cô ha. Còn ấn tượng nhất là cái này nè, cái nước trang đó đó. Là nhớ cái thời học sinh hay đứng ngay bên cửa trường đó xong mà mấy cô đó cô bán. Người cắt nhỏ quá. Cái này với gì? Cái ba bì với cá quá sắc thịt chị quá cắt chưa xong sắc thịt rồi đủ bán chưa nãy con tìm cái gì bán chè con nói ủa cái gì đó ngồi đã mất tiêu rồi bây giờ con ra ngoài con thấy bà ngồi tròn ngốc đó dì nhớ con bà nhớ con á nhớ chứ nó trời lâu quá con không chịu qua đây em mà mẫu thịt đó đúng rồi em nói đi rồi chọn để con làm cho con xong rồi liền lại gì đi dạ thịt ba tay bơ nãy bà chờ nãy giờ đó không giả đây
con thấy bà chờ nãy giờ đó. Cái thứ hai ổ nhiêu con? Dạ 50. Ổ này bán đi, một ổ xíu mại, một ổ thịt, không lấy cây. Không lấy cây bình thường ha, thịt bình thường ha. Lấy có nữa là có miếng bà đội gì, thấy miếng bà đội. Kèm vô hai thứ ai thơm. Ừ, chứ để cái này đưa lên mạng phải không? Sẽ không ngon luôn. Chị để đồ chua dưa leo đầy đủ. Dạ đầy đủ. Bà về ăn ngon nha bà. Trời ơi món mà nó mấy chục năm vậy chứ. Mối của bà hả bà? Ừ, mấy chục năm hồi cái cô kia đặng án nghỉ. Vậy là cái cô gì quên rồi. Để con đọc cho. Xem xí hành cô Cúc, cô Cúc ăn đồng. Cái này con không thấy ớt thôi đúng không? Tương rồi chị. Không lấy ớt thôi, không lấy ớt. Để tương rồi. Một tô. Đây đây đây. Cái một tàu giống một gà. Rồi đợi chị tí nha. Để xong qua làm một cho xí mại, một cái này. Đây đây con nghe rồi. Làm cho cô ở xí mại nữa. Cái này con còn không nghe là thật nha. Ừ, không sao đâu vậy, dạ. Nhắn hai à. Dạ. Em làm dạ, xí mại đi tạm ra nha. Cô xí mại, cô có lấy đồ chua là đầy đủ không? Lấy đầy đủ, chỉ có không lấy cay thôi. Ủa, cái này xí mại, lấy xí mại. Dạ, cái đó là mặt. Cái này con làm ra, cái này làm cho em làm. Dạ, dạ. Dư thôi, cái này dư hết. Cô cũng lấy đầy đủ. Xí mại bốc khói luôn nha. Ừ. Ngon ha bà ha. Ngon. Bà ăn mấy chục năm rồi. Rồi, hỏi cô mấy năm, mấy năm. Hồi đó chắc cô, bà còn trẻ phải không? Ăn tới già luôn á. Ở đây là bánh mì của cô Cúc là xuất sắc luôn á bà ha. Đúng rồi. Con ăn là con viền con lâu quá mà viền mới tới mà một năm con mới gần tới đây. Nhưng mà con tới đây hồi mấy tháng trước con tới đây hoài nha. Ở của cô đâu? Ở của cô đây. Đây cô này là đây, nóng sạch. Ở của cô thịt là còn không ha cô. Rồi, đúng không? Rồi. Rồi con cảm ơn. Đây này, con đưa luôn cho nào. Dạ. Con 50 luôn. Vì Cúc làm cho con luôn đi sẵn việc rồi. Ờ ý anh bán cho người ta. Bánh mì gì vậy? Ok vậy. Có lấy mỡ hành không em? Đưa cho em. Gì bì nước mắm thôi. Đúng rồi. Sợi dây rồi. Chưa có lấy cái chanh hơi chả. Cái chai tiền nhiều quá. Rồi cảm ơn. Lụm mấy sợi dây dưới. Con thích gì Cúc Trang bánh mì á. Con hả? Ừ, làm cho con ba ổ này nha bà dì Cúc. Ba tê. Dạ xong mà con hai ổ cái xí mại. Mì ngon ghê ha vậy ha. À. Giòn dễ sợ luôn. Để đầy đủ nước trang con hay là để riêng nước riêng về nhà trang gì hai gì nước để về nhà trang đi ha à, à. Thôi trang liền cho con đi rồi gặp ấy và cũng được cái gì ha đúng mà để riêng ừ. Con phải nó mềm đó, nó mềm nó không ngon tại nhà vậy. Con cũng xa con đến đây cũng xa lắm. Để riêng đi cả gì gần một năm con đến đây con đi lạc đường nó chết trời. Con hỏi người ta sao mà con qua bên cái ăn đông mà đông sao con hỏi cô quá trời người ta nó có cái bà bán bánh mì đây đâu
ai về cô dì Cúc bán bánh mì ngay trước cái cửa chính. Thấy ổ bác ơi. Ổ coi. Hồi đó con ghé cô đi hoài hả cô ha? Mai có rồi không? Dạ. Qua mai. Sáng dì Cúc ở vòng đây là mấy giờ? 6 giờ. Dạ. Bán trước cho chú đó. Ăn gì vậy? Thịt chả, pate bơ đầy đủ, dưa leo ngò, chan sốt nhiều không ớt. Cô cứ bán cho người ta trước đi. Được. Con được. Kệ có mấy người đó người ta đi xe, cô có việc bán thì thường ở con đi sau cũng được. Con quay mà đâu có sợ, con quay con sao, con cắt con quay mà. Bỏ đầy đủ. Rồi. Viên lớn mình bớt ra vậy ha. Tại viên lớn làm để cho tại vì về tại vì dì Cúc làm giống như làm bằng tay á, mình làm giống như mình làm tại nhà thì nó như vậy. Dưa leo ngò. Chú phải không? Ừ, của chú. Chan nước sốt nhiều chút, không ớt. Không được chua. Cơ ngộ đủ thứ là có xí mại rồi luôn phải không? Ngộ đầy đủ. Ngộ đầy đủ. Ngộ luôn chứ một ngộ. Không hành ngộ ở đây. Sốt nhiều chú hả? Nhiều hơn. Nước sốt thành thánh của cô đó. Mê là mê nước sốt đó gì cô. Rồi ổ này đủ thứ hết. Cái này của ông hả? Ờ của Đây. Cảm ơn đây ổ đủ thứ em. Không. Mì của ông nè. Xíu mại đây mì. Dạ để con đưa cho gì. Rồi đây từ từ đi ăn thôi. Cái này tiền của ông nè. Ba ổ trong cộng á. Thôi cho ông tiền. Ổ này đầy đủ. Không hành ngò ba tê. Nhà ông con gì á gì. Ông về cẩn thận nha ông. Ừ. Cảm ơn nha. Dạ. Ông về ăn, ăn bánh mì ngon. Mày hết sảy ông ha. Dạ đúng rồi. Rồi này. Bánh mì siêu mại. Cái thứ nó có giống bánh mì. Dạ dạ. Nhiều tiền vậy? Nó đó là 25. Không có. Đặt dạ. Dạ. Ở Sài Gòn dạ. 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 Bán là cũng lâu á. Không. Con nghe nói. Ở sao đúng thứ gì không hành đó. Nơi nó có một cái. Dạ đúng rồi. Những người Sài Gòn á. Tây nữa. Dạ Tây nó tài thích các bạn ơi. Để làm mấy. Dạ dạ. Anh đi cẩn thận nha ông. Dạ, bye bye ông. Rồi. Nhìn quá cay lắm. Rồi, ổ này là không hành ngò. Không, nó bánh mì của cô là đặc sản. Chỉ có Sài Gòn là cái này là đặc sản của Sài Gòn ha cô đây. Cúc. Rồi cái ổ này đủ thứ, không lấy hành ngò. Rồi khẩu nữa là gì? Chả thịt. Chả thịt. Pate được, không bơ. Cái bánh chan hai thứ nha. Ôi, bữa nay cái gì mà bán chè gì bán gần hết á dì Cúc. Rồi cũng mừng ha vậy ha. Có em nạc chả. Ủa nạc chả lấy đầy đủ hả em? Không lấy gì. Không hành ngò luôn. Không hành ngò nhưng mà có đồ chua không chị quên mất tiêu có, rồi. Có. À trời tự nhiên quên. Rồi không hành ngò cho ông biết hết rồi cho ăn sót cho em không. Thế là có bán lớn không? Không, lớn đưa cho bạn.
Rồi bỏ hai ổ đó riêng đi, hai ổ này chung đi. Ổ đó là của em trai đó. Thì bốn ổ rồi nè. Ba ổ, ừ ổ này riêng đi, một ổ này. Ừ, ổ này ổ nào? Em ổ này em có chất da vậy hả? Chị con có tháng này. Được lại nhiêu? 6, 8, 8, 15 đúng không? Trời chị cảm ơn. Để khang nè, cho anh lau lắm. Các thứ là cái gì đó cô Phúc. Cái này lại gọi là cái gì? Xíu lại. Nhưng mà cái lẩu, cái lẩu. Nhà quê. Lẩu ở dưới quê người ta kêu bằng cái cù lao á. Dạ cù lao. Vậy mà con nhà quê có thua. Bó tay. Bánh mì gì khác? Bỏ ra cái nhà chả với tàu phương nhà đi. Có mại thịt với chả đi, lấy thịt nạc cho con. Đó, cái này được không? Muốn đi rồi. Không ở nhà rồi. Mà không á hả? Dạ. Không có muốn đi rồi. Cái này chị ăn có cái mỡ với thịt nạc ngon á chị ha. Nó ngon, nó mềm. Tại có người ta không ăn được con ơi, dạ. Đang nạc thôi. Trời ơi, nhà con cũng có một người không có ăn mỡ được á, dì Cúc. À. Cô cứ bán cho người ta nha, cô Cúc. Cô con sao cũng được. Mỡ 30 đầy đủ thứ. Rồi này xíu mại nạc trả cho con phải không? Đâu ba? Có bít ở trong đây hết trơn rồi. Hết cái đây nè. Cái này nè. Cái hơi nó bay bay. Cái hơi sập. Nó mới đem một vỏ nè. Con ăn hai thứ nữa. Dạ, nhưng mà con ăn một cay thôi lỡ rồi thôi. Thấy cho con nước xíu lại nhiều. Con phải nói là mấy con ăn cay. Dạ, con ăn cay. Đưa biểu khoảng khoảng biểu khoảng. Rồi, con 30. Dạ, cái này phải lấy về trước đây để lại. Rồi, của anh là không lấy đồ chua. Đồ chua luôn, đừng chua lấy rau. À, đừng lấy rau, được ớt được ha. Rồi, ớt. Lấy ngò được, không lấy hành đúng không? Không lấy ngò, không lấy hành. Không lấy ngò luôn, hành luôn. Ớt rồi. Chưa. Ủa, vậy cũ coi. Rồi, 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 đợi tôi chút. Cho 20 phút rồi. Rồi, đây là em ơi. Chị ăn xíu mại không hả? Em để đồ chua đầy đủ không? Cho ngọt thôi, không lấy ớt, cho ngọt đâu, không lấy đồ chua. Ngọt không thôi, dạ. Giờ cách ăn chị chút nước sốt không? Dạ, cho ăn nước sốt được. Hỏi lấy muối. Dạ, dạ, em biết rồi, chị dặn không xe. Rồi, em ơi. Rồi, chút xíu nước sốt. Rồi, chút xíu. Nhiều. Anh Lâm. Rồi, cảm ơn.
ngày gì Cúc làm mấy cuộn, cái cuộn chả, cái cuộn này nè. Ít mười mấy, hai chục. Quá vũ dào gì. Chỉ bán được cuộn này, cuộn này không bao nhiêu à? Cái này là 30.000 trăm. À, cho nhỏ nhỏ mọi người ăn. Rồi, nhỏ. Thấy chị gắt cái thèm. Bán gì vậy? Chị. Để ổn mì. Ít mì. Cái mày thịt. Cái gắt ngon. Vậy cái này cắt ra cho chị được rồi. Có cắt 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 ra, cắt luôn rồi, cắt ra đi ha. Rồi cắt dễ luôn, mình làm để cắt nát hết rồi. Cái này giờ bé thôi chị, về xếp cho chị ngon hơn. À đúng rồi. Thấy chị cắt ngon quá. Đây nè. Dạ rồi để đi. Chờ ớt. Lấy hết cục này cho chị hả? À lấy hết đó. Mình cắt luôn. Em phải cái nước dùng tay cho kinh cho đây dùng. Nhìn thấy ngon á cô có. Nhìn thấy ngon. Ngon ha gì. Dạ. Cái này gì ăn không cũng được, ăn với cơm á cũng ngon. Ăn cơm mà cứ dắt luôn á. Ăn cơm mà cứ dắt luôn á. Dạ. Đi dở đó, lâu lâu á cắt cái chàng cái nước thịt này là nó ăn. Dạ. Dữ dở. Đây cho chị gửi. Cái này em phải bóp cắt không nữa. Dạ cắt nhỏ nhỏ lại đi hả chị. Rồi được rồi. Rồi được rồi. Vậy à, cái lông nhiều quá, lông mà không có lông. Cái da em thấy nó hơi dai, em sợ chị nhai mỏi miệng. Rồi bánh mì không đi chị ơi. Ổ lớn nhỏ vậy chứ. Lạng bớt cái chị mì không à. Đó, cắt lại cho nó mỏng. Rồi rồi. Ổ nhỏ mì không nè. Bánh mì chắc đầy lên luôn. Vài giờ làm hết luôn. Rồi. Nhiêu tiền? À để em cân thử coi. Linh Phinh, Linh Phinh. Trời sao phải lên bài mày ơi. Vì Cúc Linh Phinh. Vì Cúc Linh Phinh hoài à. Rồi dạ, em thấy mãi không ha. Em có quay nữa, bả quay hoài à. Thôi bả biết bả rồi không. Đi đây mà mày thấy không bán không kịp á. Cho bả lên, cho bả nổi tiếng hoài 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 vậy đó. Đặng cho tao biết cơm bánh mì. Phải đứng chờ đi nè, mà đợi quay hoài lên rồi ăn được. Dạ. Ấm trang luôn. Dạ. Dạ, ăn ớt được luôn ha. Không, không, không. Còn ớt. Dạ. Còn hai ổ. Có con ba ổ này hay gì? Thôi đó hả? Cúc ba ổ cho con. Rồi, rồi, đây, đây, đây. Để em làm cho. Đi ra cái đây là không có tiền phải dòng vô mượn nữa kia. Trời ơi, ăn miếng cái nào đưa em lại gì đi vậy? Bữa nào đưa cái gì đâu thì ớt với mẹ có đem đồng nào á. Chị bán cho chị hả? Ừ. Bán gì vậy? Mẹ ra anh sao luôn nè. Lấy đi, lấy đi. Không nè, lấy chị á. Không, nãy giờ không lấy. Trời ơi, trời ơi nè, cái bao nè. Ở nhỏ hả? Nhỏ thì chị lấy lại, tao tưởng không đi đến. Đây, để có ăn này không? Xíu mày hay đi nhanh về. Còn những cái anh này, cái anh này cũng gửi xe phải không? Dạ, dạ, biết rồi. Em có đồ chua gì không? Rồi, có bữa mặn. Dạ, rồi. Nè, 20 đúng không? Tao mượn 20 đó. Rồi, rồi. Nè, gái. Có 20 cũng không dám đòi nữa. Có nửa cũng không dám đòi nữa. Các cái bao ổ mớm vậy. Dì Cúc. Dì Cúc, ở vô dì Cúc Trang cho con hai ổ này luôn đi. Hai cái ý quỳnh. Ờ... Vậy sao cậu dì dì Cúc làm cho con cài trang luôn hết cho con đi. Dạ con mất công mất về Cúc. Rồi, rồi, rồi. Để đi làm xong đi rồi cô trang hết luôn. Dạ dạ. Không mất công về mình trang thôi. Cúc về về trang nó dễ không vậy Cúc? Hả? Về về trang hơi dễ không? Dễ mở ra cái chén. À dạ thôi. Để cái muỗng rưới vô. Dạ vậy thôi. Vậy nó giòn. Dạ đúng rồi đúng rồi vậy. Rồi, con về để gì về nó ướt nó mềm. Dạ dạ đúng rồi nó mềm ha vậy. Mềm cái mình ăn mất ngon. Dạ. Bao nhiêu chị? 25. Rồi, con nè. Lấy con vừa thôi, đừng lấy nhiều quá, ăn chạy đi. Để cho dì bán. Nói gì chứ con ăn thịt thà ở trong bẫy con ốm nhôm nhất rồi. Dạ, ai cũng quở hết trơn. Bao nhiêu năm hoành lại cũng có nhiêu đó. Con giữ heo hả? Không có. Tại người nó vậy á, ăn nhiều nhưng mà ăn đồ ăn lại ít. À. Ăn quen này.
ăn nhiều lần nhưng mà không, nãy giờ thấy nó mới thấy khỏe thôi, mập quá mệt. Dạ trời, con đi là mấy tụi nó sợ con luôn đó, con đi bộ đó. Còn mấy đứa mà bạn con nó bự bự con mày, nó yếu, nó nói là trời sao thấy mày ốm nhôm nhất mà mày sao mày của em nhiều, của em à lấy viên lớn bỏ vô đi, tại viên nhỏ hết. Đầu chui cho leo đầy đủ mà nước riêng để em về tự xử, đổ tự ra các chén nha. Dạ dạ con biết, con biết, về nhà tự xử luôn. Dạ nó giòn ngon hơn. Dạ đúng rồi, bánh mì nó giòn quá thấy mê với sợ. Về tới nhà mình xèo. Dạ, đây là nước chấm thần thánh của cô Cúc nha mọi người, ngon lắm á. Dì Cúc làm nước chấm ngon lắm, nước chan chứ hả dì Cúc? À con có nói nước chấm không? Rồi, về cho con Trang thoải mái nha. Dạ. Rồi, cuối con xong rồi đó. Rồi, để tháng tiền rồi. Mừng quá. Rồi, bye bye dì Cúc nha, hai cô. Rồi, bye bye. Dạ.